quán nhậu nhìn thấy rất là đẹp, rất là sang, không như quán nhậu bình thường. Có bàn ghế phía trước để cho khách ngồi, ví dụ xỉn quá thì ra ngồi chờ ráp về. Nhìn trang trí cũng rất là hoành tráng, buổi tối có cái chương trình gọi là siết luôn á. Ủa nhưng mà quán lớn không à, quán nào ra quán đó luôn nha. Đây có quán Warrington nè, quán lớn nè, quán lỗ dê Đồng Hương nè, quán lớn kìa, quán quá trời lớn nhưng mà ghế bàn quá trời. Đây có quán gì đây, Hoàng Yến, nhà hàng Hoàng Yến. Tầng 62 hả? Của Đình Chiểu hả? Khách sạn Miti ngay góc luôn. Đây có quán nhậu The Gun. Quán nhậu ở Sài Gòn trang trí đẹp ha. Nhưng mà ngày nay thì khách hơi ít. Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Trước mặt anh chị và các bạn đây là con đường Hoàng Sa, cặp theo dòng kênh Nhiêu Lộc. Mấy bữa dòng kênh Nhiêu Lộc rác quá trời luôn ha. Nhưng hôm nay đã sạch sẽ rồi. Hơn 100 tấn rác mỗi ngày người ta đã vớt lên. Mấy bữa là do cái hợp đồng với công ty vệ sinh hết hạn đó, nên thành ra ùn ứ rác quá trời luôn, ghê hồn. Và tối hôm nay mình chia và các bạn, chúng ta sẽ xuất phát từ con đường Hoàng Sa. Mình sẽ đi về trung tâm Sài Gòn theo con đường Nguyễn Đình Chiểu cũng như là con đường Phan Đình Phùng ngày nay. Ở cái đoạn này là khu Đa Cao, Đa Cao quận nhất, gần với sở thú cầu Thị Nghè. Ở đây có quán phở phượng 25 Hoàng Sa. Xíu nữa mình sẽ quẹo phải đi về ha. Dọc theo con đường Hoàng Sa ở cầu Thị Nghè thì có nhiều quán cà phê thôi, chứ quán ăn thì cũng ít. Ở đằng kia có nhà hàng Riêu Cá Chép. Ngày trước thì ở đây có cái bến thuyền ở ngay chỗ chú cầu Thị Nghè. Buổi tối có chương trình đi dạo vòng vòng kênh Nhiêu Lộc. Nhưng mà ngày nay thì quán cà phê đó cũng vắng nên ta cũng dẹp chương trình đó luôn rồi. Ở đây có nhà hàng Riêu Cá Chép nè, ở ngay đầu đường Nguyễn Đình Chiểu đây. Thẳng hướng này là đi tới Nguyễn Thị Minh Khai đây, chút xíu nữa thôi. Bây giờ mình sẽ quẹo phải ha. Hôm nay mình đi từ đầu đường Nguyễn Đình Chiểu đi về tới khu quận 3. Cuối đường Nguyễn Đình Chiểu là chỗ đường Lý Thái Tổ. Bây giờ là cũng hơn 6 giờ rưỡi rồi. Ở đoạn này có khách sạn ngay góc này cũng đẹp quá ha. Khách sạn này tên gì đây, để mình xem. Miti ngay góc đường Nguyễn Đình Chiểu với lại cái hẻm đi vô khu chung cư nè. Sàn số 162 hả, Nguyễn Đình Chiểu ha, khách sạn Miti ngay góc luôn. Đây có khu đất trống, không biết ngày xưa là công trình gì ha. Hôm nay là Sài Gòn ngày cuối tuần, ngày 16 tháng 3 năm 2024 rồi. Nhanh nào mai là chủ nhật rồi. Thời gian trôi qua lẹ thiệt.
quay tới quay lui hết tuần. Hết tuần xong cái tuần sau là hết tháng. Cái đoạn này thì Vlog TV cũng mỗi ngày thường cũng ít có dịp đi. Thường đi tới chỗ quán phở phở 25 Hoàng Sa, phở Phượng thôi. Thì cũng ít đi cái đoạn này ha. Nên là hôm nay đi thấy cũng nhiều cái lạ lạ nha. Chỗ này rộng rãi. Mình vừa đi qua quán cơm niêu Thiên Lý. Quán cơm niêu Thiên Lý cũng có nhiều nhiều chi nhánh. Ngày nay giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm nè. Bên trái là nhà hát VOH. Đài radio VOH. Không biết cuối tuần anh chị và các bạn có chương trình gì mới không? Ở Sài Gòn thì nói chung cuối tuần người ta không hay đi đi chơi lòng vòng ở địa điểm gần với Sài Gòn. Nếu mà có đi như Vũng Tàu hay là Nha Trang, Phan Thiết đâu đó ha. Anh giờ đi Phan Thiết cũng lẹ. Đi trong ngày về cũng được. Thì có đường cao tốc á. Sắp tới thì Cần Giờ sẽ là thành phố biển. Nhưng mà cây cầu bắc qua Cần Giờ chưa thấy. Còn Vlog TV thì cuối tuần đi lòng vòng các khu xóm. Ở đây có hẻm số 5 Nguyễn Đình Chiểu nè. Kế bên nhà đài đó ha. Hẻm nhà thấy cũng lớn quá ha. Khám phá thử. Tự nhiên lần thấy người thấy cái hẻm này cái thấy nó rộng rãi sao á. Đi vô đây thử ở đây có cái gì mới lạ không. Không biết trong đây là gì. Trước giờ Vlog TV cũng chưa đi vô cái khu xóm này. Tối dữ trời. Cái này thông ở đâu ha? Trong đây có hàng quán gì không? Ôi, trong đây nhà bự không hả ta? Đã thông ra sân vận động Hoa Lư hả? Kia đường gì đấy. Ra đây là Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là số mấy? Số 12. Hẻm số 12 Nguyễn Thị Minh Khai. Sài Gòn thì có rất là nhiều những khu xóm hẻm ha. Nhiều khi chúng ta đi đi ngang nhưng mà nhiều khi không có để ý, đi không hết được. Đúng là xung quanh khu vận động Hoa Lư. Bên trái, bên phải là khu vận động nè. Sân vận động ngày nay thì hầu như là thấy vòng vòng ở đây nó hơi là điêu tàn, không có chăm chút cho lắm. Nhất là mặt đường Đinh Tiên Hoàng á,
Đây chúng ta quẹo quẹo phải tiếp tục ha, mình đi về con đường Nguyễn Đình Chiểu. Lỡ đi cái hẻm đó cái bị thông qua đây luôn. Ở đây quẹo trái là đi ra bến Bạch Đằng. À, đi thẳng là đi tới một đoạn nữa là có hướng quẹo phải ra chợ chợ bà cái gì chợ Tân Định, đúng rồi, Hai Bà Trưng, Mạc Đĩnh Chi, công viên Lê Văn Tám. Ở đây chúng ta quẹo phải cái hướng này là đi tới chợ Bà Chiểu. À, bên phải là sân vận động Hoa Lư. Tiện đây thì cũng đỡ đỡ rồi đó, nhưng mà cũng chưa có đẹp lắm ha. Như là những cái tấm tôn người ta dừng dừng lại thôi. À, đỡ hơn lúc trước là những cái đống xe bần. À, chiều nay mình đi vòng vòng, đi dạo dạo khắp các con đường ở Đa Cao. À, đặc biệt đi con đường con đường Nguyễn Đình Chiểu cũng như là Phan Đình Phùng ngày xưa. Đường Phan Đình Phùng ngày nay là con đường Võ Duy Nguyên ngày xưa. Đó, ta quẹo trái nha. Đó, còn đường Võ Duy Nguyên ngày xưa đó, ngày nay là gì Hồ Tùng Mậu. Võ Duy Nguyên Sài Gòn là Hồ Tùng Mậu ha. Ở đây quẹo qua đây là con đường Nguyễn Đình Chiểu cũng như là Phan Đình Phùng ngày xưa nè. Đi giờ này thì con đường này tuy là nó không có sáng lắm, nhưng mà thấy con đường này nó đẹp, đặc biệt đi buổi trưa là có hàng cây hai hàng cây hai bên mát mẻ ha. Đối với con đường này thì không có nhiều hàng quán. À, chỉ có một cái khu mà có quán nhậu cũng lớn lớn á, ở ngay chỗ ngã tư Nguyễn Đình Chiểu với lại Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cũng như là Công Lý ngày xưa đó. Con đường này vắng ghê, vỉa hè nha, vỉa hè vắng, ít ai đi bộ lộn vộn đây, còn đường xe chạy thì đông. Khu này có nhiều biệt thự, ở đây có quán nhậu The Gun. Nào, quán nhậu ở Sài Gòn trang trí đẹp ha. Nhưng mà ngày nay thì khách hơi ít. Đình Chi là chúng ta ra Lê Duẩn, ra Nguyễn Du. Đường này thì ít quán nhậu nhưng mà quán lớn không à, quán nào ra quán đó luôn nha. Đây có quán Warizon nè, quán lớn nè, quán Lỗ Dê Đồng Hương nè, quán lớn kìa, quán quá trời lớn nhưng mà ghế bàn quá trời. Nãy giờ này là cái giờ người ta đi nhậu nè, mặt bằng trả nè, quá trời. Mặt bằng ở đây là tiền không. Đây là tổng lãnh sự Kuwait. Tổng lãnh sự Kuwait nè. Con đường Phùng Khắc Khoan. Đó là con đường đi ra Điện Biên Phủ, công viên Lê Văn Tám. Nhưng mà con đường Phùng Khắc Khoan thì hầu như là cơ quan không à, ít có nhà, không biết ngày xưa là như thế nào ha. Ở Sài Gòn có rất là nhiều những cái hình ảnh xưa,
nhưng mà đôi khi cái thời của Blink TV thì không không có hiểu. Nó có những mặt bằng rất là đẹp, có những ngôi nhà rất là lớn. Đó, nước là phút này nè. Đó, người ta cho thuê mặt bằng, người ta trả nhà rồi quá trời. Với một cái đoạn dài nhà bự không. Ở bên đây nè, nguyên cái mặt tiền hai góc đường Hai Bà Trưng với lại Nguyễn Đình Chiểu, cái shop Hoàng Phúc ngày xưa nè, shop rất là lớn nè, shop có ở trung tâm Sài Gòn nè, ở Nguyễn Trãi nè, ở nói chung là những con đường lớn không, nhưng mà ngày nay người ta cũng rút hết trơn rồi. Đây cô ấy gì đây, Hoàng Yến. Nhà hàng Hoàng Yến. Nhà hàng này lớn ha. Ở đây giao lộ Hai Bà Trưng với lại Nguyễn Đình Chiểu, hướng này là đi ra chợ Tân Định. Ở ngay đây có khách sạn Novaland. Ở khách sạn Novaland ở đây thì anh chị có thể đi tới trung tâm Sài Gòn cũng gần, mà đi tới chợ Tân Định cũng gần. Mà nghĩ lại về đêm thì đi chợ Tân Định chắc không biết làm cái gì nữa. Có vài quán cũng cũng được, như là xôi xôi Tân Định hay là cháo ếch Singapore, ở ngay góc Tân Định với lại góc Tân Định với lại Tị Hoàng gì quên tiện tiện Hoàng quên con đường đó. Gì cầu cũng hữu cầu đúng rồi. Có những ngôi nhà rất là lạ, khi mà người ta trả mặt bằng đó, rồi xong cái bảng hiệu người ta gỡ đi, rồi xong cái lòi ra cái kiến trúc của ngôi nhà đó, có những kiến trúc nhìn thấy rất là lạ. Ở đây giao lộ, vừa qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi, ở bên trái là trường Đại học Kinh tế. Có trường Đại học Kinh tế, đi lên xíu có trường đại học gì ta, đại học kiến trúc, nó đại học kinh tế nè. Ở bên chị và các bạn có quen không, có ngày xưa có ai đã từng học ở trường này không? Bên là Đại học Kiến trúc, lên xíu là sân vận động Phan Đình Phùng, nhà thi đấu Phan Đình Phùng phía bên trái, mà nay là khu đất trống rồi. Ở Sài Gòn thì có rất nhiều những cái khu đất trống, dự án bất động sản bất động, rồi nói chung là nhiều căn lắm, nhiều khu lắm. Càng ngày càng nhiều á, nó tạo nên một cái hình ảnh nó hơi là bé bét. Đó, một phần là do ảnh hưởng của cái đại án hiện đang xét xử. Đó, một phần là kinh tế khó khăn. Đó, nên thật ra rất nhiều những công ty phải tuyên bố ngừng hoạt động. Đó, ngay đây là góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa, với lại
Nguyễn Đình Chiểu. Ở đây có quán nhậu lớn nè, bên đây là cái khu siêu thị của Mát. Quán nhậu này trang trí rất là hoành tráng nha. Quán nhậu nhìn thấy rất là đẹp, rất là sang. Không như quán nhậu bình thường. Có băng ghế phía trước để cho khách ngồi. Ví dụ xỉn quá thì ra ngồi chờ ráp về. Nhìn trang trí cũng rất là hoành tráng. Buổi tối có cái chương trình gọi là siết luôn á. Người đẹp đu dây bay vòng. Quán bốc múc gia đình ha. Nói anh chị các bạn đến Sài Gòn ơi, đi nhậu mày đâu, ra quán bốc múc. Ra bốc múc là biết rồi đó. Bốc múc nổi tiếng ở Sài Gòn đó. Đây là giao lộ Lê Quý Đôn nè. Đây có nhà hàng, nhìn thấy cũng đẹp ha. Này quán gì đây? Quán phò mã. Quán phò mã bán gì ta? Nhìn trang trí cũng hoành tráng á chứ, cũng đẹp á chứ. Bên đây là công ty Nova Group nè. Văn phòng đại diện phía Nam Novaland, Nova Group. Nguyên Nga lộng lẫy không? Novaland, Nova Group đứng chỉ sau Vạn Thịnh Phát thôi đó ha. Cái tập đoàn mà hiện đang đóng vai chính trong bộ phim Đại Án Vạn Thịnh Phát. Đây là giao lộ Trần Quốc Thảo. Hôm nay đi con đường Nguyễn Đình Chiểu này buổi tối thích ghê nha. Nhiều cái đẹp, nhiều cái sáng. Không biết anh chị và các bạn có những kỷ niệm gì ở con đường Nguyễn Đình Chiểu này. Bên đây có một cái chung cư là nó xuống cấp rất là trầm trọng, và ngày nay là coi như đang nằm trong cái dự án, nhưng mà không biết sẽ như thế nào. Khi mà Sài Gòn có rất nhiều những dự án mà ngày nay đang chờ đơn vị đầu tư. Em hỏi là đường Quyền Trân Công Chúa đi đường nào vậy? Quyền Trân Công Chúa hả? Em lên xíu có ngã tư em quẹo trái gần Nguyễn Thị Minh Khai đó. Bên trái này luôn. Đúng rồi. Bầu Nguyễn Thanh Quang quẹo trái Nguyễn Thị Minh Khai. Rồi em quẹo trái tiếp nó nằm ở hướng này nè. Đây một chiều em này đâu quẹo được. Em quẹo ở trên. Hồi đó bên Lâm TV lúc mà đi học lòng vòng ở Sài Gòn không có nhớ tên đường. Hồi xưa là không có smartphone như bây giờ. Hồi xưa là chỉ nhìn cái tấm bản đồ đó. Mỗi khi đi tới cái khu nào, cái trường nó ở địa chỉ nào đó, cái là bắt đầu ở nhà nhìn bản đồ, đi thẳng đi quẹo trái hay quẹo phải rồi đi thôi. Vì đi lộn thì cứ quay lại con đường chính mà đi. Còn giờ thì dễ rồi ha.
trước khi đâu bấm điểm A tới điểm B, cái bấm đường đi gần nhất, cái đầu là chọn loại phương tiện đi xe máy hay đi xe hơi hay là đi bộ, bắt đầu Google sẽ chỉ từ A tới Z luôn. Mình nhìn cái hình mình có thể thấy được. Ồ, đây có tòa nhà gì đẹp quá nè. Khách sạn và phòng căn hộ dịch vụ số 149 Nguyễn Đình Chiểu, Sài Gòn Core. Ồ, thêm một địa điểm nữa để anh chị có dịp đến Sài Gòn mình tham khảo ha. Sài Gòn Core. Đó, 149 Nguyễn Đình Chiểu. Ở đây thì đối diện với báo Thanh Niên, đối diện với tòa nhà báo Thanh Niên. Ông chủ tịch của báo Thanh Niên này cũng mới bị vướng vào vòng lao lý à. Ở Sài Gòn, ở Việt Nam hầu như là ai làm lớn thời gian coi như là thoát dài chuyển qua đóng vai khác. Một đại quán gì đông gì à, nút quán Hàn Quốc hả? Kim Bông. Có nhiều quán BLV nhìn không hiểu đang bán gì. Ngay đây là khu công viên Thích Quảng Đức, có tượng đài Thích Quảng Đức nè. Ngay đây giao lộ Cách Mạng Tháng 8 với lại Nguyễn Đình Chiểu. Rồi thôi, chắc cái video clip ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Qua bên kia là khu quận 3 nè. Một lần nữa BLV xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với BLV. Và nhân đây xin kính chúc tất cả quý anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.